10 này. À đứng đây có những cái pha rất là hú hồn luôn mọi người. Đây là đầu trên cầu nhà anh Tám cái á. Thằng Tám nó chạy khu vực này. Anh em đây đây đây, đây ngóc cái đầu lên này. Lâu lâu từ từ mọi người, chờ xíu. Đây đây. Chờ xíu nhá, Hải sẽ quay cho mọi người xem. Đây mọi người thấy không? Lâu lắm rồi mới được thấy cái cảm giác tắm sông của mấy bé đó. Nhưng mà mọi người lưu ý nha. Cho các bé tắm sông thế này thì cũng có người lớn đi kèm nha. Khá là nguy hiểm luôn á. Ngay chân cầu móng. Hệt những cái cảnh ngày trước mình ở quê mọi người. Đấy, đi mấy đứa con nít cần trâu ở quê hay nhảy này, cái khu vực này. À dạ vâng, thì bây giờ thì Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm cùng với Hải dọc một nhánh sông của sông Sài Gòn. Vâng, thì giờ này á, mọi người đi tại khu vực này khá là mát. Ở đây thì có lắp cái hệ thống chống rác và mèo tại khu vực này mọi người này. Có lắp những cái phao nổi. Tối thì cũng có một số anh đi bắt cá mọi người, cầm vợt thì bắt cá đấy. Đấy. Mình sẽ đi dạo tại khu vực này một xíu. Chắc là mình Hải sẽ đi qua khu vực cầu Khánh Hội mọi người, quay lại khu vực công viên Bạch Đằng nha. Những cái cảnh tắm sông giống như thời nhỏ của mình, đấy, chăn trâu cắt cỏ vậy. Ngày xưa thích lắm mọi người, ngày xưa cái chốn bố mẹ đi á, đi câu rồi đi tắm sông, chiều chiều tới là đi săn mò tắm sông. Bây giờ lớn rồi, giờ sông thì ở quê thì nó cũng hết nước mà nó hơi ô nhiễm. Vâng, thì mình đang có mặt tại khu vực công viên mọi người này. Khu vực công viên này phải dành cho các cô chú anh chị mình ra để tập thể dục miễn phí và các cháu nó cũng có vui chơi. Khá là mát. Nhưng mà mọi người đi tắm sông để ý nha mọi người, rất là nguy hiểm. Đi phải có cha mẹ đi cùng chứ không cái kiểu này nguy hiểm lắm. Vâng, thì hồi nhỏ cũng vậy, hồi nhỏ mình đi chăn nó cũng có một vài bạn mọi người không may bị đuối nước á. Nên là mọi người các cháu mà đi tắm sông thì phải có phụ huynh đi kèm nhá. Vì cái hành động như thế này thì nó cũng khá là nguy hiểm. Nhưng đối với trẻ em nông thôn thì đấy nó vui lắm, đấy là một cái kỷ niệm. Nhưng bây giờ thì ở nông thôn thì nó cũng như thành phố, nó cũng không được bằng hồn nhiên ngây thơ giống ngày xưa nữa. Thì bây giờ là đa phần là cháu nó dùng tới điện thoại nhiều lắm, đa phần điện thoại chơi game, điện thoại xem phim, không còn mấy đứa không dùng tới những cái thiết bị nữa. Và thì bây giờ mình sẽ đi qua cầu Khánh Hội nhé. Đây là muốn đi qua cầu Khánh Hội thì mình phải đi qua đường Võ Văn Kiệt thì dọc dọc khu vực này mới lên được Khánh Hội cơ. Đi lên trên cầu Khánh Hội mà hướng về bên công viên Bạch Đằng mọi người khá là đẹp luôn á. Bây giờ xe còn đi hơi nhiều một xíu, đứng chờ một xíu.
Đây, cái tòa nhà IFCL Sài Gòn thì hơi đáng tiếc một xíu là vẫn chưa lên đèn mọi người. Không biết là hôm nào là nó sẽ được lên đèn đấy cơ. Đây, một cái tòa nhà khá là đẹp. Nhưng mà số phận thì rất là long đong đúng người ta kêu bảo, như kiểu như hồng nhan bạc mệnh vậy. Wow, ra một cái gió mát kinh khủng luôn đấy. Lạnh người luôn. Rất là lâu rồi mình mới quay lại cái con đường này đi quay mọi người. Phải tới cả một năm rồi. Từ cái khi mà cái tòa nhà này được ngừng thi công bây giờ. Cái là khu vực này là rác riêng cả được quét khá là sạch luôn rồi. Đứng nhìn thì góc này khá đẹp lắm mọi người. Đấy, nhìn khu vực về cầu móng khá đẹp về đêm. À, vâng, thì mọi người có thể thấy cái mật độ xe cộ đi lại ở đây rất là đông mọi người. Xe thì đi từ quận 1 qua quận 4 và chiều ngược lại. Đấy, không lúc nào ngớt xe luôn đó. Mình muốn qua đường tại khu vực này chắc không thể qua nổi luôn mọi người. Phải đi xuống bên dưới này. Xe bớt 2 tầng họ cũng qua khu vực này luôn. Muốn qua mọi người phải đi men men tại khu vực này một xíu đấy. Đây, ngày xưa đây là một cái góc view mọi người săn view rất là đẹp, nhưng mà tiếc là đến bây giờ thì tòa nhà này không hoàn thiện được nên giờ nó không lên đèn, nó không đẹp cho lắm. Thế Hải thấy là lúc mà nó đang trong cái quá trình hoàn thiện á, tại cái góc view này mọi người có máy ảnh các thứ tới săn view nhiều lắm. Cắn là dòng mọi người này.
Thì để thứ bảy hay chủ nhật thì đấy thì mình có thời gian qua đây coi mọi người xem. Tại khu vực cảng Nhà Rồng Hải cũng chưa đi qua cảng Nhà Rồng bao giờ cơ. Em cũng muốn tò mò, khá tò mò luôn để qua khu vực cảng Nhà Rồng xem có gì không. Bây giờ mình đi tới đây mình sẽ lên này. Ở đây chứ. Rất là đẹp nhưng bây giờ những kiểu như nguyên khối bê tông vậy để chống làm xấu đi cái bộ mặt tại trung tâm Sài Gòn.
không anh trai ơi? Dạ không, em không. Đây, y hệt những cái cảnh nha.